Hai phẩm hoan hỷ. Bấy giờ biết các chúng có duyên ở thế giới đều đến hội họp như là chư tiên, ma phạm, các sa môn, bà la môn, kiền đạt phược, a tố lạc, rồng thần, người chẳng phải người, chúng đại bồ tát trụ thân cuối cùng nối ngôi tôn quý. Thế Tôn liền bảo cụ thọ xá lợi tử: nếu đại bồ tát muốn hiểu rõ tất cả tướng của nhất thiết pháp thì nên học bát nhã ba la mật đa. Lúc ấy xá lợi tử vui mừng hớn hở rời khỏi tòa, đảnh lễ phật, trịch áo vai phải, gối phải chấm đất, chắp tay cung kính thưa: bạch thế tôn, tại sao đại bồ tát muốn hiểu rõ tất cả tướng của nhất thiết pháp phải học bát nhã ba la mật đa? Phật bảo xá lợi tử: chư đại bồ tát nên dùng vô trụ làm phương tiện để an trụ bát nhã ba la mật đa, vì sở trụ năng trụ bất khả đắc, nên dùng vô xà làm phương tiện để viên mãn bố thí ba la mật đa, vì người thí, người nhận và vật bố thí bất khả đắc, nên dùng vô hộ làm phương tiện để viên mãn tịnh giới ba la mật đa, vì tướng phạm vô phạm bất khả đắc, nên dùng vô thủ làm phương tiện để viên mãn nhẫn nhục ba la mật đa, vì tướng động bất khả đắc, nên dùng vô cần làm phương tiện để viên mãn tinh tấn ba la mật đa, vì thân tâm siêng năng lười biếng bất khả đắc, nên dùng vô tư làm phương tiện để viên mãn tịnh lự ba la mật đa, vì hữu vi vô vi bất khả đắc, nên dùng vô trước làm phương tiện để viên mãn bát nhã ba la mật đa, vì tướng và tánh của các pháp bất khả đắc. Lại nữa xá lợi tử, các đại bồ tát an trụ bát nhã ba la mật đa dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, 37 pháp phần bồ đề này bất khả đắc, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập không tam ma địa, vô tướng tam ma địa, vô nguyện tam ma địa, ba đẳng trì này bất khả đắc. Dùng vô sở đắc làm phương tiện tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tịnh lự vô lượng và vô sắc định bất khả đắc. Dùng vô sở đắc làm phương tiện tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, giải thoát thắng xứ, đẳng trí biến xứ bất khả đắc. Dùng vô sở đắc làm phương tiện tu tập chín tường, tưởng chướng, tưởng sình, tưởng đỏ bầm, tưởng xanh bầm, tưởng mổ ăn, tưởng vung vãi, tưởng hải cốt, tưởng thiêu đốt, tưởng hoại diệt, các tưởng như thế bất khả đắc. Dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập 10 tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Xà, tùy niệm Thiên, tùy niệm hơi thở ra vào, tùy niệm nhàm chán, tùy niệm chết, tùy niệm thân, các tùy niệm này bất khả đắc. Dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập 10 tường, tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng tất cả thế gian không thể vui, tưởng nhàm chán ăn, tưởng đoạn, tưởng ly, tưởng diệt, các tưởng như vậy bất khả đắc. Dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập 11 trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sanh trí, pháp trí, loại trí, thế tục trí, tha tâm trí, như thuyết trí, các trí như vậy bất khả đắc. Dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập tam ma địa có tầm có từ, tam ma địa không tầm có từ, tam ma địa không tầm không từ, ba tam ma địa này bất khả đắc. Dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập vị chi, đương chi căn, dĩ chi căn, cụ chi căn, ba căn vô lậu này bất khả đắc. Dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập quán bất tịnh, quán biến mãn xứ, trí nhất thiết trí, sa ma tha, tỷ bát xá na, bốn nhiếp sự, bốn thắng trụ, ba minh, năm loại mắt, sáu phép thần thông, sáu ba la mật đa, bảy thánh tài, tám điều giác ngộ của bậc đại sĩ, chín loại trí hữu tình ở môn đà la ni, môn tam ma địa, 10 địa, 10 hạnh, 10 nhẫn, 20 tăng thượng ý lạc, 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, trí nhất thiết tướng vi diệu, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, và vô lượng vô biên Phật pháp khác, các pháp như vậy đều bất khả đắc. Lại nữa xá lợi tử, nếu đại bồ tát muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí thì nên
học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn mau viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn mau viên mãn tâm hạnh tướng trí của tất cả hữu tình, trí nhất thiết tướng vi diệu, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn trừ tất cả tập khí phiền não, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn vượt qua địa vị thanh văn độc giác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn trụ ngôi vị Bồ Tát bất thủ chuyển, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn được sáu loại thần thông thủ thắng, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn biết sự sai khác giữa tâm hành và chỗ đến sai khác của tất cả hữu tình, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn vượt hơn tác dụng trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn được tất cả các bà la môn,